Xin chào mọi người ha. Khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người laptop Dell Latitude 5501 nha mọi người. B776 là mã mình đặt cho máy. Mình sẽ quay rõ cái ngoại hình, cái cấu hình mà mình báo giá. Cái máy này thì mình thấy là nó tương đối đẹp mọi người, trên cái phần vỏ là đẹp, không có bị trầy xước cấn móp gì hết. Đẹp mịn, không bị một cái vết trầy xước gì luôn. Tuy nhiên là đã qua sử dụng thì nó không thể nào mà nó gọi là nó ken được hết, nó phải có cái dấu hơi mòn nhẹ đã qua sử dụng, hầu hết cái máy nào cũng vậy. Như con này thì mình thấy nó còn đẹp, nhìn thấy nó rất là đẹp luôn mọi người ha. Giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cái góc cạnh nha. Đây, vỏ này là khá đẹp, không có một vết trầy xước gì luôn. Cạnh nè, ngõ mạng LAN, HDMI, USB, thẻ nhớ, tai nghe. Phần cạnh ở bên này rất là đẹp. Bên này ngõ sạc, tai xi sấm sét, USB. Đẹp nha mọi người. Giờ vô bên trong. Màn hình nó là 15.6 inch, màn Full HD đẹp, có thể bật ngửa 180 độ như thế này. Và 15.6 inch này thì cái mẫu full viền cho nên nhìn cái máy nó rất là gọn luôn mọi người. Mọi người thấy là cái viền nó nhỏ nè. Có phím số rồi bên hông để mình bấm số, bấm dữ liệu, có LED phím rồi đàng hoàng. Và phím thì rất là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế, dán vào là che ký tự Nhật đi, còn ký tự quốc tế thôi ha. Đây, êm mềm xịn, kéo rất là nảy luôn, đẹp. Cái này rất là đẹp, chỗ này thì hơi bóng rất là nhẹ thôi mọi người, nhìn nó cũng tương đối đẹp á. Cái này thì cái dấu sticker số điện thoại của Dell á, tem của Dell. Bên này cũng đẹp nha, không có hằn gì hết. Và cái này là chip 9H. Mình sẽ quay cho mọi người xem cái cấu hình. Ngoại hình nó là tương đối đẹp. 5501 i7 9850H, chip H rất là khỏe luôn mọi người. 9850 thì khỏe, nó có 9650, 9750, 9850 á. 9850 là 2.6 12 CPU, 12 luôn. Chip này hiệu năng nó rất là cao nha mọi người, cho nên là pin thì xài nó tầm 3 giờ đổ lại thôi. RAM 32GB, mọi người có thể dễ dàng nâng cấp lên 64GB ok, nhưng mà mình nghĩ cái cấu hình này là nó tương đồng, tương xứng rồi, không cần phải nâng cấp làm gì nữa. Chip H thì rất là khỏe, làm việc văn phòng hay là làm những cái gì mà yêu cầu hiệu năng cao là ok lắm. SSD là 512. Độ phân giải màn hình đó là Full HD, màn là đẹp nha mọi người. Mình soi là màn đẹp, có một chút xíu siêu siêu chỗ này, tí thì tí chỗ này, nó bị giống như là một cái vết trầy nhẹ ở bên ngoài cái tấm lụa của màn hình, tại vì màn nó đẹp mà hết toàn bộ luôn, với một chút xíu này thôi, ở bên ngoài thôi. Mình thấy như vậy và mình báo rõ cho mọi người, để người ai mà khó tính thì mọi người bỏ qua, không hề ảnh hưởng gì hết. Máy nào cũng vậy, có những cái nó cũng trầy nhiều nhưng không nói, nhưng bởi vì cái này nó đẹp, nó không có lỗi gì hết. Có đúng một cái này nó hơi trầy, không phải là bị mất điểm ảnh hay gì đâu mọi người, này nó tuốt ở bên ngoài chỉ vậy thôi. Bình thường có những cái đó mình cũng không có báo, ở này thì báo luôn vậy. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, máy kèm sạc zin. B776 là mã mình đặt cho máy. Máy thì mình thấy tương đối đẹp, mọi người xem kỹ video ha. Và báo giá mọi người là 9 triệu rưỡi. Ai chốt có thiện bắt mình mua hàng cọc cho mình 1 triệu, còn lại mình ship code nè. Mọi người nhận hàng được kiểm tra hàng thanh toán rồi mới thanh toán số còn lại cho bưu điện nha. Máy thì mình luôn bao zin để mọi người yên tâm về chất lượng. Mình có bao cho mọi người mở máy để kiểm tra có zin hay không luôn, để mọi người yên tâm. Cảm ơn mọi người nhiều ha. Nếu như mọi người muốn mở máy á, thì mọi người cứ gọi điện video trực tiếp cho mình khi mà nhận hàng á. Mọi người muốn bây giờ muốn mở máy ra xem thì gọi điện video cho mình mở máy thôi, đó là để kiểm tra. Cho nên là cái nào cũng bao zin hết, dù cái máy rẻ tiền cũng như máy đắt tiền. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt có thì nhắn qua Zalo cho mình nha.